mình là Nguyên đây. Và hôm nay mình sẽ thử thách chơi ma đói cùng cậu ba mình. Nghe nói là ma đói có thật và mình chưa chứng kiến được. Thì hôm nay mình sẽ chứng kiến ma đói có thật hay không. Và các bạn hãy đấu xem nhé. Đứng gọi đi. Đi. Ba. Các bạn, đây để chơi trò chơi ma đói này mình cần chuẩn bị một chén cơm và ba nén nhang, một đôi đũa. Bây giờ các bạn theo mình quay sát sát xuống đây. Hiện tại bây giờ là 12 giờ đêm rồi. Sợ các bạn ơi, không biết là có thật không các bạn, tại vì nay là tháng 7 nữa các bạn. Tháng này là ở dưới người ta đi lên nữa các bạn. Bây giờ mình sẽ khó để mà chịu hồi ma đói nha các bạn. Bạn ơi, do sự cố bạn ơi. Mình sẽ gõ 5 lần các bạn, nếu không có thì không có hiện tượng nó xảy ra các bạn. Các bạn ơi, ba cây nhang rung rinh các bạn ơi. Quay sát đây coi. Đi lại đây có tiếng. Đứng. Ủa bạn ơi, nãy giờ quay, nãy giờ mình gõ nhưng mà thực sự là chưa thấy hiện tượng xảy ra hết. Bây giờ thử, mình thử một lần nữa nha các bạn. Mình thử một lần nữa, nếu như mà không có hiện tượng xảy ra thì mình sẽ đi về. Quay xuống dưới luôn. Gái. Bỏ nhẹ nhẹ thôi. Bạn ơi, không có hiện tượng gì xảy ra luôn các bạn. Nãy giờ không có hiện tượng xảy ra luôn các bạn. Thí dụ quay vòng vòng đó. Mấy bạn ơi, tối rất là tối luôn. Tối quá các bạn ơi. Trời, nãy giờ mày bấm rồi không Nguyên? Ừ. Ôi bạn ơi, cơm quá trời các bạn ơi. Ôi. Ở đâu cơm quá trời vậy? Ôi má ơi. Sao nãy giờ rồi? Ôi bạn ơi. Cơm quá trời bạn ơi. Mình đơ luôn rồi. Trời ơi, cơm quá trời luôn kìa. Ôi ơi. Ở đâu đây có cơm nè các bạn. Không. Mà sao cơm trong chén vẫn còn có một chiếc vậy? Cơm trong chén còn miếng các bạn. Cơm kìa bạn. Ôi ơi. Bạn cơm nè các bạn ơi. Bạn cơm kìa. Không. Ôi, cơm sao ra tới đây luôn các bạn ơi. Quay tao nè. Thật sự mà nói thì đây chỉ là một màn tròn thôi các bạn nhé, tại vì hiện tượng là ma đói không có thật. Và giờ này thì anh nghĩ là tháng này là tháng rất là nguy hiểm về cái vấn đề tâm linh, thì Thanh cũng muốn làm một cái video clip này để khẳng định với mấy bạn là thế giới tâm linh là thế giới hoàn toàn khác với thế giới của mình. Nếu bạn thích những video clip như thế này thì hãy để lại một like và share cho kênh của Thanh nhé. Xin chào tất cả các bạn.